Hello anh em, mình là Ken Moton. Vâng, xin chào anh em nhé. Ở cái clip hôm nay thì mình cũng tranh thủ là cái giờ nghỉ trưa rảnh rỗi là mình cũng chia sẻ với anh em. Một số anh em là có alo mình là có bảo mình là làm cho một cái clip để hướng dẫn anh em lựa chọn những cái chai dầu Motul như ở đây mình có này. Đó, thì những cái clip trước thì mình có hướng dẫn anh em lựa chọn và so sánh giữa các cái chai dầu của từng cái hãng dầu khác nhau để lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp với cái chiếc xe thân yêu của mình. Ở đây thì mình có cái sản phẩm là những cái chai dầu Motul như này. Đây, đây những cái sản phẩm như thế này là bên mình bán là rất là chạy. Đó, thì ở đây thì mình có cái bảng giá niêm yết bán lẻ áp dụng từ ngày 22 tháng 3 năm 2017 cho những cái sản phẩm như thế này. Thì tí nữa thì mình sẽ quay chi tiết từ cái giá một để cho anh em đỡ thắc mắc là sao có thể là giá nó sẽ cao hơn trên thị trường. Đây là bảng giá niêm yết chính thống của nhà máy nhé. Đó, thì ở đây thì mình có cái chai Motul 3000 Plus. Loại này thì hay đổ cho những cái xe Jim, xe Way, nói chung là các cái xe dòng Honda hoặc dòng Yamaha nó cũng rất là phù hợp. Đặc biệt là những cái xe mà cũ đi lâu năm, có thể là đi từ 5 vạn đến 10 vạn đổ lên thì đi những cái loại như thế này là rất là phù hợp này. Đó, còn ví dụ như cái xe mới của Honda hay dòng Yamaha, những cái xe mới ấy, đi từ không cho đến một vài vạn cây số đầu ấy, thì thường là người ta hay đổ những cái loại 3100 CV này. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lựa chọn như thế nào là hàng zin. Đấy, trên tay mình sản phẩm cái chai Motul 3100 CV này. Đây là cái chai này là mình đã khui rồi nhé. Đó, mình đã thay cho khách rồi. Đây là mình bóc. Anh em lưu ý nhé, trên cái niêm này nó rất là mỏng nhé, mỏng dính luôn. Xé cái là rách luôn. Đó. Thì cái đấy thì mình cũng không bận tới nhiều. Thì khi anh em mua mới về thì nó sẽ như này. Trên cái chai Motul này những cái khe này nó rất là khít, là đều nhau. Đó, màu đỏ tươi anh em nhé. Đó, trên cái tem này màu cũng đỏ tươi. Đó, đây là mặt trước của mặt bên hông của cái chai này. Cái đường sọc này rất là đều nhau. Đó, ở mặt dưới này rất là đều nhau. Hai cái căn bia tiếp giáp này rất là khít đều, không có hiện tượng là lèm rèm. Đó, đây là chai zin nhé. Và cái cách thử nữa thì anh em có thể là bóc một góc của cái tem này ra. Đó, đây anh em có thể lột ra. Đó, trên cái chai dầu zin ấy nó sẽ không để lại cái keo ở đây. Khi anh em bóc trên đây nó sẽ dính này. Đó, nó không để lại keo ở đây. Đây là những cái chai zin này. Đó, mình có thể bóc thêm cái mặt sau. Nó cũng hơi khó bóc một tí. Anh em cứ bóc ở cái góc này. Đây là những cái chai dầu zin. Thì tí nữa mình sẽ bóc trên những cái chai khác nhé. Đây là mình cắt hết bông tay này rồi nên là mình cũng rất là khó lấy ra lên. Ây da. Đấy, ra rồi. Đấy, anh em lột này. Đấy, trên những cái chai dầu zin nó sẽ không có keo để lại nhé. Đó. Hiện tại theo như mình biết thì dầu Motul ở trên thị trường này, Việt Nam mình cũng có rất ít các cái đơn vị làm nhái. Làm nhái nhiều nhất là có dầu Tường Cắt Chôn. Đó, đây là chai Motul 3100 CV. Còn đây là cái chai Motul 3000 Plus. Cũng tương tự như thế, là mình sẽ lột cái tem ở đây ra. Nó cũng hơi khó lột một tí anh em. Thì đây là cái xưởng làm việc của mình nên là nó cũng hơi bề bộn tí, anh em thông cảm. Nhưng mà quan trọng nhất là cái clip, mục đích chính của cái clip ngày hôm nay ấy, mình làm là chia sẻ anh em cách lựa chọn những cái chai dầu zin. Đây ạ, bây giờ là mình sẽ lột. Đó, anh em để ý không dính một tí keo nào ở đây luôn. Cái tem này ốp vào nó vẫn dính bình thường nhé. Nhiều anh em ấy hay mua cái chai Motul của mình về này, thay xong rồi cắt cái này ra, lấy cái tem này dán vào xe cũng rất là đẹp. Đó, đây là mặt trước này. Đó, anh em nhìn nhá, những cái khe căn bia nhất là trên này nè, rất là khít luôn. Đó, ở dưới này rất là khít. Đó, bây giờ mình chia sẻ thêm nữa một cái chai ga XPS LE này. Đó, hay đổ vào xe ga đó. Thì anh em nhìn thấy rằng căn bia này cũng rất là đều nhau, đường nối tiếp giáp rất là đều. Đó, thì bây giờ là mình sẽ lột tiếp. Đây, trên những cái sản phẩm zin nhé,
Còn những cái thằng nhái ấy, là nó hay để lại cái keo ở ở trên cái thân cái chai này khi mà mình lột tem ra. Lem nhem là luôn. Đó. Đấy anh em để ý nhá. Ba chai mình lột không chai nào để lại keo ở trên cái thân này. Nếu mà hàng nhái ấy, thì cái keo nó sẽ dính đầy vào đây. Đó. Ok, vậy là xong. Thì cái cách lựa chọn cái chai dầu chính hãng của thằng Motul này nó cũng đơn giản thôi, bởi vì trên thị trường hiện tại bây giờ là hầu như chưa có dầu nhái. Một số cái clip ở trên mạng có đưa ra là cái dầu nhái đấy thì mình cũng chưa được thực tế nhìn trên sản phẩm thực tế của người ta như thế nào, nhưng mà hiện tại như bên mình phân phối này là nhập chính hãng của công ty dầu Motul, nên là mình chỉ có những cái chai zin này thôi, không có hàng nhái để làm cái so sánh cho anh em. Đây là cái lựa chọn. Vâng, bây giờ là cái phần tiếp theo ấy, thì mình sẽ quay cho anh em coi cái bảng giá niêm yết. Đó. Đây mình thay rất là nhiều. Đây cái bảng giá niêm yết cho anh em xem. Áp dụng từ ngày 22 tháng 3 2017. Đây. Dầu Motul 300V, giá của nó đây. Thằng 7.100 giá nó đây ạ. Đó. Còn cái thằng Motul LE vừa nãy mình có cho anh em xem này. Giá cái niêm yết của nó đây. Còn dưới này là thằng Motul Silver 3.100 10W40, giá của nó đây 0,8 là 108.000. Bình 1 lít là 119.000 anh em nhé. Đây thằng Motul 3.000 Plus 20W450 này. 4 thì thằng 0,8 của nó là giá là 95.000. 1 lít của nó là 106.000. Đó, anh em coi bảng giá kỹ nhá. Đây. Đây là bảng giá niêm yết. Một số anh em có đặt mua ở trên Lazada hay là các cái đơn vị khác mà bán mà những cái chai Motul 3.100 silver này mà giá mới có 60 mấy hay 70 mấy nghìn ấy, thì anh em cũng nên là xem lại xem là cái chai dầu đấy có phải dầu zin không nhá. Thì mình cũng không trực tiếp ở đó nên là mình cũng không nắm được cái chai dầu đó dầu zin hay là dầu nhái hay như thế nào cả. Mình khuyên cáo anh em là đừng ham rẻ. Đó. Không có cớ gì bảng giá nó đưa ra là cao như thế này mà anh em lại mua được rất là rẻ như thế. Thì anh em cũng phải nên xem lại nhé. Và có một số anh em ấy thì có phản hồi là mình đặt mua những cái chai như thế ở trên mạng mà khi đổ vào xe đi cái tốc độ là 40 cây số một giờ mà máy nó rú ầm ầm lên, máy rất là nóng mà sôi khác lạ. Có nghĩa là sôi một cách khác lạ mà máy nó kêu một cách khác lạ mà các bạn ấy là phải xả ra luôn để mà thay cái dầu khác vào. Thì bạn ấy hỏi mình là cái chai đấy là chai dầu nhái hay là chai dầu zin thì mình khẳng định luôn là dầu nhái nhé. Nếu như bạn đi xe zin, xe uê á, nhất là zin Việt, uê Alpha Việt Nam á, mà đổ những cái chai Motul vào máy rất là êm nhé, đi rất là thích, đặc biệt là thằng này nếu như xe bạn xe mới. Còn nếu mà như kiểu xe bạn mà xe mới mà nó có cái tiếng sôi ấy, ở xe zin Honda Việt Nam dạo này gần đây ấy, không biết là nhà sản xuất ra kiểu gì mà cái máy nó rất là sôi mà nó réo rào, thì anh em có thể đổ loại này đi, nó hơi nóng máy một tí không sao cả nhưng mà máy nó rất là êm. Đó, đây là cái clip mà mình chia sẻ cái cách mà lựa chọn cho mình một cái chai dầu zin chính hãng nhé. Đó, đây là cái xưởng của mình làm việc nên là nó cũng hơi bề bộn tí, anh em thông cảm. Đó, và mình nhân tiện đây là mình có chia sẻ thêm là cái chai Motul này. Đó, Vlube Motul, đây là dầu của công ty Vlube nhà bè Việt Nam mình, do công ty Motul ở bên Pháp họ về họ mua lại cái sản phẩm, à mua lại cái nhà máy và họ đưa ra cái sản phẩm đối với thị trường Việt Nam này. Chai này rẻ, giá niêm yết của nó đưa ra là chỉ có 76.000 Việt Nam đồng thôi, nhưng mà đi còn hay hơn là cái dầu chính hãng của Honda anh em nhé. Cái dầu này thường thì mình khuyến cáo khách hàng của mình đi là 1.500 cây. Còn cái thằng Motul 3.000 như thế này thì mình khuyến cáo khách hàng của mình đi là 2.000 km đó, thay một lần. Còn thằng Motul 3.100 silver này thì mình có khuyến cáo khách hàng là đi là 2.500 km đối với cái điều kiện là đi đường thành phố, thị xã, tốc độ bình thường đó, đi lại bình thường. Còn nếu như các bạn mà đi mà tải trọng lớn mà hay chở hàng nặng ấy, hoặc là hay đi phượt những cái cung đường dài ấy, thì anh em nên thay sớm càng tốt. Đó, đấy là cái khuyến cáo của mình đưa ra. Vâng, thì trên cái clip này mình
chỉ ra một số những cái để nhận biết được như thế nào là dầu zin chính hãng. Thì các cái pro mà hiểu biết về dầu á, thì cũng đừng gạch đá gì mình, nếu mà anh em hiểu biết ấy, thì hãy chia sẻ thêm cho những cái anh em nào mà chưa nắm rõ được về những cái loại dầu, mà cũng như là cái cách so sánh với các cái loại dầu như thế nào là xịn và như thế nào là dầu nhái ấy. Thì anh em cũng nên là comment và chia sẻ thêm cho những cái anh em mà không biết ấy. Cũng đừng gạch đá gì mình đây là cũng chỉ là chia sẻ thêm thôi. Mình khuyến cáo với anh em là mình quảng cáo cái dầu này không phải là để ship hàng cho anh em trên toàn quốc nhé. Thì thật ra là mình cũng rất muốn ship cho anh em, nhưng cái giá thành nó rất là cao như này mà lại cộng thêm phí ship COD ấy, thì nó lại cao quá. Đó, thì anh em biết ở chỗ nào ở gần nhà ấy, mà có điểm bán những cái chai dầu Motul này mà anh em biết nó là dầu xịn chính hãng ấy, thì anh em nên mua ở đấy. Thì mình khuyến cáo luôn là mình cũng không ship. Bên mình chỉ ship mà một số những cái ổn định điện này, dơ le để mi này, hay là chống trộm, hay là dơ le Haza, chip bắt sinh các thứ đó. Thì bên mình có sản xuất và tự tay mình làm, và để mình giao cho các anh hàng và đến tận tay các anh em trên mọi miền Tổ quốc. Số điện thoại của mình là 0165 614 6888. Anh em nếu mà có nhu cầu gì thì có thể alo với mình sẽ giải đáp trực tiếp trên điện thoại. Ok, xin chân thành cảm ơn. Mình là Kiên Mô Tun. Chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi và đã subscribe kênh của mình trong suốt thời gian qua, và đã ủng hộ kênh của mình bằng cách là mua những cái sản phẩm và hay coi những cái clip mà mình up lên YouTube đó. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Mình là Kim Mô Tôn.